Dạ, xin chào tất cả các bác, anh chú ạ. Hôm nay tiếp tục em lên video giới thiệu cho tất cả các bác những cái đồ tháo máy bên em nhé. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi. Chúng ta đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi nhé. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ đồng giá 50.000 toàn quốc. Đây là tiền ship bên em đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Còn bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng mình xem mua, mình lựa chọn trực tiếp cũng được nhé. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 ạ. Đây, những cái mẫu đầu tiên nó sẽ là những cái bộ combo trục tròn nha các bác. Đây, bộ đầu tiên này. Đầu tiên là cái mẫu số 1 nha các bác. Đây, số 1 ở đây em có một ít cái bộ trục tròn này. Cái này của nó là trục tròn sắt đặc nha các bác. Mỗi một trục thì nó sẽ có một bi. Đây, như mẫu này của nó sẽ, phần trục nó sẽ là phi 12 nha các bác. Kích thước của bi này, chiều dài phần bi sẽ là 7 cm, chiều dài phần trục sẽ là 31 cm nha các bác. Đây, mẫu này thì một bộ sẽ có 2 cây như này. Trên mẫu một trục sẽ có một bi. Mẫu số 1 của em có giá là 120.000 một bộ nhá. Một bộ sẽ có 2 cây nha các bác. Hiện tại mà mẫu này thì có thêm cả bi đấy. Mẫu này nó đang dư bi, bác nào có cần mua thêm bi thì mình báo em nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là bộ combo mấy cái cây trục tròn này. Đây. Này của nó là trục tròn phi 12 này các bác. Cái này cũng phi 12 luôn này. Có hai cái bi lẻ này. Hai cái bi này của nó là bi 10 nha các bác. Ở đây nó có hai cây này là phi 10 này. Như mẫu này thì cái này là trục tròn phi 10 nha các bác. Chiều dài tổng của nó là được 15,5 cm. Mẫu này có hai cây. Còn đây là mẫu mà phi 12 các bác. Chiều dài phần trục sẽ được là 18,5 cm. Cái mẫu này có 2 cây. Mẫu này chiều dài là được 25 cm ạ. Đây là bộ combo mẫu số 2 này. Tất cả trong rổ sẽ có giá là 80.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là cái mẫu này. Mẫu này của nó là trục tròn đây các bác. Bi trục tròn phim 16, trục tròn sắt đặc nha. Mỗi một trục nó sẽ có một bi. Chiều dài phần trục của em đo được là 24 cm. Ở đây là combo em sẽ bán là 120.000, là 4 cây trục và 4 cái bi nha các bác. Đây em cầm như này. Đấy, cứ một bộ là sẽ có ở đây. 120.000 là các bác sẽ có 4 cây như tem đang cầm nhá. Ở đây em đang có 2 bộ mà dư 1 cây này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 4. Số 4 là bộ combo cũng là bi trục tròn này, của nó cũng là phim 16 trục tròn sắt đặc. Mẫu này chiều dài phần trục là được 29 cm. Bộ combo 4 cây như này, có giá là 140.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 5. Đây số 5 là cái bộ này. Bộ này cũng là bộ combo trục tròn phi 16 đấy các bác. Phần trục thì dài hơn thôi. Đây phi 16 trục tròn sắt đặc nha các bác. Mẫu này thì chiều dài phần trục đo được là 33 cm. Bộ này có 4 cây, mẫu số 5, có giá là 150.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Số 6 là bộ combo hai cái motor này. Này kiểu motor step nha các bác. Ở đây nó có cái đầu dây rắc này. Có cả cái hộp nối nhôm ở đây luôn này. Đây như mẫu này là Made in Japan này các bác. Đây nó có cái logo này. AC xẹt vô motor Made in Japan. Đây khớp nối nhôm các thứ vẫn còn đầy đủ, chân rắc vẫn còn nhé. Mẫu này, ở mẫu này cũng giống như hai cái mẫu này giống nhau. Đây các bác. Đều có phần khớp nối đầy đủ nha. Đây là mẫu số 6, bộ combo là 2 chiếc có giá là 150.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 7. Số 7 là bộ combo bi này. Cái này của nó là bi trục tròn nhá. Lỗ trục của nó là bao nhiêu để em nhìn này. Đây lỗ trục của nó là 13 hay sao đây. Ngoài lỗ trục của nó là 13 nha các bác. Đây là mẫu số 7. Combo tất cả như này sẽ có giá là 150.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 8. Số 8 mẫu này là mẫu bi phim 12 sao đây. Để em đo lại cái thước này. Phim 10 các bác. Mẫu này là phim 10 nha. Toàn bộ là phim 10 luôn.
Đây là bộ combo mẫu số 8, 150.000, tất cả combo bi lỗ trục tròn sẽ là bi 10 ly. Tiếp theo anh chuyển qua mẫu số 9. Đây, số 9 là cái bộ combo này. Bộ combo này thì nó ít hơn nha các bác. Mẫu này của nó là phi 10 này. Phi 10 nhưng mà dạng bi ngắn hơn đấy các bác. Số 9 combo này sẽ có giá là 80.000. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là mẫu con lăn này các bác. Mẫu này của nó là con lăn nhôm nhá, nó tháo được cái máy băng tải ra ấy. Bên trong nó sẽ có trục bi này, Made in Korea, mã bi là 6205. Ở cái phần thân mà phần trục bên trong này, cái phần này sẽ là bằng sắt, còn phần thân của con lăn này nó sẽ là bằng nhôm nha các bác. Mẫu này thì chiều cao phần thân của nó là 72. Đường kính bên ngoài em đo là 85. Bên trong phần trục bi xoay trơn tru nhẹ nhàng, không chặt rít, không dơ lắc. Mẫu này là mẫu số 10, có giá là 200 ngàn một chiếc. Mẫu này các bác mà có chế băng tải này, băng chuyền hay là chế bàn xoay cũng được nhá. Mẫu này có giá là 200 ngàn một cái. Bác nào mua từ 3 cái trở lên là được miễn ship nhá. Tiếp theo anh chuyển qua mẫu 11. 11 là nó tháo cùng với cả máy của cái mẫu số 10 đây các bác. Hai con này, nó sẽ ở hai đầu như này này, đấy. Mẫu này thì bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ trục này. Cái này thì cái phần lỗ trục bên trong của nó sẽ là phi 10. Phần thân và đường kính con lăn các thứ này nó sẽ cùng kích thước với cả cái mẫu số 10 kia nha các bác. Chiều cao của nó là 72 và đường kính ở đây em đo được là 85. Nó cùng một kích thước luôn các bác. Và chất liệu nó cũng giống nhau nha. Đây là mẫu số 11, có giá là 200 ngàn một chiếc. Mẫu này bác nào mua 3 chiếc trở lên cũng là được miễn ship đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. 12 là cái mẫu này. Mẫu này là một cái mẫu kiểu như chạc vô motor ấy các bác. Đây, ở đây nó có ghi là Made in Korea, nó có cái tem ở đây này. Nó có các cái đầu khớp nối này các bác. Nó có cái trục trục khớp nối này, giữa motor với cả cái phần thân đây. Ở đầu đây có một cái xi lanh hơi. Mẫu này là logo SMC Made in Japan nhá. Đầu van ống và các cái đầu dây điện thì theo quan sát là vẫn còn. Phần khung của nó sẽ là khung nhôm nha các bác. Đấy. Em sẽ đo tổng chiều dài thế này. Mẫu này tổng chiều dài của nó được khoảng 18 cm. Rất là mới và đẹp. Mẫu số 12 này của em có giá là 120.000 nha các bác. Có một cái thôi. Tiếp theo là mẫu 13. 13 là combo áp này. Cái này thì em sẽ bán theo combo là 100.000 5 cái nhá. Những cái hàng áp tháo tủ này nó sẽ không phải là một loại đâu, mà nó mấy loại luôn. Nhưng mẫu này này, tên của nó là gì đây? Honeyway. Mà hàng Korea. Điện toàn bộ là điện một pha điện 220 nha các bác. Những cái hàng này thì đây, như mẫu này là hàng của LS này. Đấy, nó sẽ tháo tủ nên nó sẽ cắt dây điện, ốc thì vẫn còn đầy đủ, các bốn con ốc nó vẫn còn đầy đủ nha các bác. Đấy. Đây mẫu này LS này. Cái này thì em sẽ bán theo bộ combo là 100 ngàn là 5 cái nha các bác. Mẫu này thì chắc đang có khoảng tầm 5 bộ combo đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 14. Số 14 là bộ combo hai món này. Đây, bên dưới nó sẽ có cái phần chân đế như này. Trên đây nó ghi là điện 12V này các bác, 12V DC ấy. Đằng sau nó sẽ có là 8 cái cổng chân rắc như này. Mẫu này kích thước này, bản rộng ở đây đo là 9 cm, chiều dài là 15 cm. Bộ combo 2 chiếc nha các bác, có giá là 100 ngàn 2 cái. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 15. 15 là cái mẫu này. Này nó giống như kiểu cái hộp mà hộp dược tốc ấy các bác. Trên đây nó có cái phần khung mặt bích bằng inox nhá. Ở đây nó có mấy cái này, bốn cái hộp dược tốc ở trên đây này. Nút on off và nút vặn ở đây này các bác. Em đằng sau này. Trên đây nó ghi điện 24V DC này các bác. Đây trên đây này. 24V DC này. Đấy. 4 cái một dàn luôn nhá. Cái này bán theo bộ luôn này. Mẫu số 15. Bộ này sẽ có giá là 200 ngàn. Tính ra là có 50 ngàn một chiếc này thôi các bác. Tại vì 200 ngàn mà 4 cái luôn mà. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 16. Đây 16 là cái mẫu này kiểu như cái nguồn ấy ạ. Đây. Ở đây nó có cái đầu dây điện này. Mẫu này hàng Made in Japan này các bác. Điện vào là 100 đến 230V. Còn điện ra bên dưới đâu rồi? Điện ra bên dưới ở đây nó ghi là DC bao nhiêu đây. Các bác để một chút để em nhìn nhá, nó bị mất cái chỗ, nó bị rách đúng cái chỗ DC này.
không biết là 12 hay là 24V đây. Để em xem vùng quanh còn cái tem nào. Vùng quanh nó bị mất tem rồi các bác. Chứ giờ không biết cái này là 12 hay là 24V nữa. Hôm nay kích thước này bản rộng là 12cm, chiều dài bên này là 18cm, chiều cao bên đây sẽ là 9cm nha các bác. Bên trong nó sẽ có các cái cuộn đồng như này này. Số 16 này của em có giá là 200.000. Tiếp theo là mẫu 17. 17 là một mẫu van lọc, mẫu này là hàng của SMC này. Ở đây nó có cái mặt đồng hồ này nó bị vỡ cái kính rồi. Đầu ống hai bên sẽ là ống 12. Ở đây cái mặt đồng hồ nó có cái đầu dây điện này. Đằng sau sẽ có một cái phần kê góc này. Theo quan sát thì cái mẫu thân lọc này còn đẹp nha các bác, không bị nứt bể gì đâu ạ. Mẫu này thì đường kính phần thân lọc của em đo là 60. Tổng chiều dài của nó là được khoảng 23cm. Số 17 này của em có giá là 120.000 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 18. 18 là cái mẫu này. Đây mẫu này. Mẫu này cái phần thân lọc thì cũng còn đẹp, không có bị bể vỡ nha các bác. Đầu ống hai bên này của nó sẽ là ống 16 á. Mẫu này đường kính bên ngoài đem đo là 44. Mẫu này thì tổng chiều dài phần thân của nó được 16,5cm. Đằng sau cũng có kê góc như này nha các bác. Đây là mẫu số 18 này, có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 2 chiếc đây. 2 chiếc này là một loại nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 19 này. Đây bỏ 18 sang bên này. Đây, 19 là bộ combo. Đây là bộ combo những cái ổ điện đây các bác. Đây, ổ điện hàng tháo này. Cái này nó cắm được trên trên dẹt thôi nhá. Đây, trên dẹt 3 chân như này thôi. Đằng sau này nó có các cái đầu dây điện nó cắt hết như này. Cái này phần hộp ở đây thì của nó là 8,5cm này, vuông 8,5cm nhá. Còn chiều bên này sẽ là 4cm. Mẫu này là có 6 chiếc này. Bộ combo 6 chiếc mẫu số 19 có giá là 120.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 20. 20 là cái cặp mà xi lanh này các bác. Đây. 20 là 200.000 là combo hai cái xi lanh này nhá. Nó có hai cái phần đế khác nhau thôi, nhưng cái phần thân thông số của xi lanh thì sẽ là giống nhau. Mẫu này là hàng Nhật, hàng chưa qua sử dụng nha các bác. Thông số của nó là phần thân sẽ là phi 50 và cái phần ti hơi nó đẩy lên sẽ được là 75 đây các bác. 50 75 này là cái hành trình phần ti hơi này sẽ đẩy lên được là 7,5 cm. Phần ti hơi bên trong này thì đo được là phi 20 nha các bác. Đây, bên dưới mẫu này nó sẽ có cái phần đế như này. Và một chiếc này nó sẽ có cái phần đế kiểu như này. Nó chỉ khác cái phần khung đế này thôi các bác, còn đâu thông số và cái phần thân của nó sẽ là giống nhau hoàn toàn nhá. Đấy, 50 75 này. Mẫu số 20, bộ combo 2 chiếc. Cái cặp này sẽ có giá là 200.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu. Chuyển qua mẫu 21 nhá. 21 mẫu này em có một cái thôi các bác. Mẫu này thì ở mặt bên trên này và bên dưới cũng có cái phần chân này. Mẫu này thông số là phi 50 này các bác. Phi 50 hành trình 200 là cái phần ti hơi này của nó sẽ đẩy lên là được 20cm, hành trình khá là dài. Phần ti hơi của nó sẽ là phi 20 nhá, nó cùng thông số mà. Mẫu số 21 này của em có giá là 160.000 đấy ạ. Mẫu này thì em chỉ có một chiếc thôi. Còn nhiều hơn, số lượng nhiều hơn thì là mẫu số 22. Mẫu này thông số của nó sẽ là phi 63, hành trình 200 là cái phần ti hơi này sẽ đẩy lên được là hành trình là 20cm. Như cái mẫu này thì cái phần thân của nó sẽ to hơn nhá, phi 63 cơ. Còn các cái mẫu này thì nó chỉ là phi 50 thôi. Mẫu số 22 có giá là 160.000 một chiếc. Cái mẫu mà phi 63 này, hiện tại thì bên em đang có cả cái loại mà hành trình là 250 và hành trình 300. Bác nào có cần xem hình ảnh lại của nó thì inbox trực tiếp Zalo em cho em chụp ảnh các bác xem nhá. Nó giống y chang mẫu số 22 đấy thôi, nhưng mà hành trình là nó đẩy nó bị nó được dài hơn thôi nhá. Như cái mẫu này thì sẽ có giá là 160.000, 160.000 một cái nhá. Các bác chốt số lượng bao nhiêu cái thì mình báo em. Chắc có tầm khoảng 10 cái gì đấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 23. 23 là cái bộ đồng hồ này. Ở đây nó sẽ có là 4 cái đồng hồ, nhưng có một cái này bị cái màn hình nó bị hỏng rồi các bác. Đằng sau nó sẽ có các cái đầu dây điện này, mấy cả các cái van như này. Hàng SMC nha. Hàng Hàn Quốc đi các bác. Phần khung nó sẽ là khung bằng sắt như này. Mẫu này là mẫu số 23, có giá là 150.000. Mẫu này thì hiện tại là em đang có chắc tầm 4 bộ. 150.000 là một bộ như này nha các bác. Nó có cả cái bộ mà 4 bộ vẫn còn nguyên nhá. 4 bộ vẫn còn nguyên cái phần mặt đồng hồ như này thì sẽ có giá là 200. Như bộ này thì có 4 chiếc đấy, nhưng mà tính là bị loại cái này rồi thì tính ra nó chỉ còn 3 cái thôi. Sẽ có giá là 150.000 nha các bác.
Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24. 24 là mấy cái tấm nhôm này. Đây, tấm nhôm hàng tháo máy hàng Hàn Quốc đấy các bác. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày em đo được là 1,2 cm nha. Kích thước này, bản rộng là 15,5 cm, chiều dài đo được là 23 cm. Mẫu số 24 này của em có giá là 100 ngàn một tấm. Đấy, nó cũng kích thước nhỏ nhỏ xinh xinh đây. Về các bác chế các cái bàn máy là hợp lý luôn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 25. 25 cũng là cái mẫu tấm nhôm này các bác. Nhưng tấm nhôm mẫu này nó sẽ mỏng hơn. Bên dưới nó sẽ có cái phần lớp lót như này. Đấy. Ở đây nó có cả cái kiểu cái bản lề nó mở ra như này này. Như kiểu bản lề bằng đồng hay sao ấy. Đúng rồi, kiểu bản lề bằng đồng ấy các bác. Còn cái phần mặt bích bên trên này của nó sẽ là bằng nhôm như này. Đấy. Mẫu này thì kích thước ở đây này. Bản rộng chỗ này là được 20 cm, còn phần bên này to hơn nhá, sẽ là 21,3 cm. Chiều dài bên này là 24 cm đấy ạ. Số 25 này có giá là 80.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này thì hiện tại là kho đang có 10 chiếc luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 26. Đây 26 là chuyển sang bên này. 26 ở đây em đang có mấy cái tấm kiểu tấm sắt hàng tháo máy ấy các bác. Đây. Cái tấm sắt màu đen như này này. Đấy, bên trên đây nó hàng tháo máy là sẽ có các cái lỗ như này. Như cái mẫu này thì phần sắt độ dày đo được là 9 ly nha các bác. Kích thước này. Cái phần nhỏ bên dưới này thì bản rộng là 7,7 cm. Còn bên trên bản to này là 9,2 cm nha các bác. Chiều dài này, mẫu này thì tổng chiều dài đo được là 74,7 cm. Đây là mẫu số 26 này các bác. Là nó có tính tí dầu mỡ và dán cái tem nó không thèm dính luôn. Số 26 có giá là 100 ngàn một tấm. Mẫu này hiện tại kho đang có 5 hoặc là 6 tấm. Tiếp theo chuyển qua mẫu 27. 27 là mẫu con lăn. Mẫu này của nó sẽ là con lăn inox nha các bác. Bên trong sẽ có trục bi xoay như này. Phần trục bên trong của em nó sẽ bằng sắt nhé. Còn phần thân bên ngoài nó sẽ là inox. Phần thân inox này các bác mà về dùng vệ sinh, về dùng lâu ngày ấy, nó có bị bụi bẩn, mình cũng rất là dễ dàng vệ sinh mà không lo bị hoen gì luôn. Phần trục bên ngoài đem đo được là 12, còn bên trong này sẽ đo được là 17 nha các bác. Đường kính phần thân con lăn thì em đo được là 38. Chiều dài phần thân này, mẫu này thì chiều dài đo được thước ở đây là 27 cm nha. Còn tổng cả phần trục sẽ được là 28,5 cm. Số 27 nữa em có giá là 80.000 một chiếc. Đối với cái mẫu này, bác nào mua 10 chiếc chuyển khoản là được miễn ship đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 28. Đây 28 hôm nay lại có thêm một cái phần khung băng tải các bác. Cái này nó bị tháo mất motor rồi. Còn nó sẽ có cái phần khung như này. Mẫu này thì cái phần khung hai bên này của em nó sẽ là bằng nhôm nhá. Đây các cái chi tiết bên cạnh này và bên trên sẽ là bằng nhôm, nó sẽ bắt ra bằng ốc lục giác. Các bác cũng có thể tháo mở ra mình xem rất là dễ nhá. Như cái mẫu này phần nhôm của nó là đo được là 1,2 cm này. Phần nhôm thì khá là dày dặn chắc chắn. Đây, hai bên nó sẽ có cái phần con lăn như này. Đây một cái này, bên kia một cái nhá các bác. Như cái mẫu này thì bản rộng cái băng tải ở đây em đo được là 9,5 cm. Còn bản rộng phần khung sẽ là 12,5 cm nhá. Mẫu này thì chiều dài phần thân của nó này. Chiều dài phần thân em đo là 61 cm. Đấy. Đây. Phần thân của nó này rất là dày dặn chắc chắn. Phần khung nhôm ấy các bác. Các bác không lo yếu đâu nhá. Tại vì phần khung nhôm em thấy mẫu này là nó dày đấy. Số 28 này của em có giá là 700 ngàn. 700 ngàn nhá các bác. Cái mẫu này hôm trước có bác nào mua motor rồi nên là em đã có tách lẻ motor ra bán thôi. Bác nào có cần xem cái mẫu mà có cả motor và hộp điều tốc thì vào trong Zalo em chụp hình cho xem nhá. Cả motor cả cái điều tốc to này, cái mẫu nó sẽ có một cái phần motor nó ngang ở đây này. Đấy. Phần motor dài ở đây nhá. Bác nào có cần xem thì qua Zalo em chụp ảnh. Rồi tiếp theo chuyển qua 29. 29 là cái mẫu dây bi trượt này. Mẫu này của nó là dây bằng nhôm nhá. Đây, dây nhôm này. Và đây, các bác này, thấy cái phần này không? Nó sẽ có là bốn cái trục sắt ở bên dưới này. Nó giúp là cái phần dây bi trượt nó sẽ được trơn trượt. Và nó thêm cái phần khỏe nhá. Thì không lo là cái phần dây nhôm nó sẽ bị yếu ý ạ. Mẫu này thì bản dây của nó là 21 nha các bác. Chiều nghiêng của nó đo được là 22. Như cái mẫu này thì chiều dài phần dây ở đây đo được là 62. Chiều bản rộng phần bi này. Bản rộng phần bi là 62. Chiều dài phần bi sẽ là 10 cm nha các bác. Đối với cái mẫu này thì chiều dài phần dây ở đây em sẽ đo được là 70 cm. Mẫu này các bác sẽ có là một dây và hai bi trượt như này. Phần dây bi trơn trượt nhẹ nhàng. Số 29 này của em có giá là 200 ngàn đấy ạ. Đây đằng sau nó có cái chữ, nó biết là chữ gì đây.
Rồi, cái chữ này kiểu tiếng Anh ấy các bác, không đọc được. Số 29 là 200 ngàn nha các bác. Hàng thẳng đẹp nha các bác, không có bị cong vênh, không có bị chặt rít gì đâu ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 30. 30 mẫu này. Mẫu này là bộ combo nha. Đây, bộ này sẽ có là hai dây 4 bi này. Mẫu này dây rất là to và đẹp nha. Mẫu này của nó sẽ là bản dây 23. Chiều nghiêng của dây là 22. Mẫu này cái phần bi của nó rất là dài luôn này các bác. Mẫu này thì bản rộng phần bi là 7 cm, chiều dài phần bi là 10 cm đấy ạ. Mẫu này thì chiều dài phần dây ở đây em đo được của nó là 79 cm này. Đây các bác thấy không? 79 cm nhá. Mẫu này các bác quan sát này, nó sẽ có là hai dây và 4 bi trượt. Phần dây và bi này các bác nhìn rất là mới và sáng luôn. Rất là đẹp cái bộ này luôn nha. Mẫu số 30 có giá là 800 ngàn bộ này. Đảm bảo với các bác luôn, cái bộ bản 23 này xứng đáng với giá tiền luôn ạ. Nó đẹp lắm. Tiếp theo là mẫu 31. 31 bác nào mà cần hàng dài mà bản 20 thì chuyển qua mẫu 31 giúp em. Đây bản 20 nha. Chiều nghiêng của nó là được 18. Mẫu này thì nó cũng sẽ có là hai dây 4 bi đây. Đây trên mỗi một dây nó sẽ có là hai con bi trượt như này. Kích thước của bi nha các bác. Bản rộng là 43, chiều dài của bi là 77 ạ. Để em xem mẫu này. Mẫu này thì chiều dài phần dây trượt này, ở đây em kéo thước đo được là 124 cm. Đây, một bộ các bác sẽ có hai dây và 4 bi trượt như này nhá. Có giá là 700 ngàn thôi. Nó dài tầm hơn 1,2 m luôn mà có 700 ngàn cái bộ này, bản 20 luôn đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu. À, em cũng xin nói thêm, cái mẫu dây bi trượt kiểu dây vuông như này này, hiện tại kho mới về nên các bác có cần bản dây từ 15 đến chắc tầm là 40 là có cả bản 40 luôn nha các bác. Cần kích thước dài ngắn như nào thì mời các bác qua Zalo, xong rồi em sẽ chọn mẫu gửi cho các bác xem nhé. Còn bác nào ở gần thì rất là tiện, mời các bác qua địa chỉ cửa hàng mình xem mua, mình lựa chọn trực tiếp thì lại càng dễ hơn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 32 đây. 32 là cái mẫu trục tròn. Mẫu này của em nó sẽ là trục tròn sắt đặc nha. Phi 20 này, chuẩn phi 20 luôn. Trên mỗi một trục đây nó sẽ có một con bi trượt. Phần bi trượt thì trơn tru nhẹ nhàng, không dơ lắc nha các bác. Bi thì không chặt tít. Mẫu này trên phần đầu đây nó có một cái phần khớp như này. Phần khớp này thì cái phần bi này nó vẫn trơn trượt qua nha các bác, chứ nó không phải là bị dừng lại là tại đây đâu. Cái mẫu này thì em sẽ bán theo bộ là 2 cây nhá. Chiều dài phần trục này, ở đây em đo được là 73 cm. Đây, cứ một bộ sẽ có 2 cây này, gồm 2 cây trục tròn và 2 con bi trượt, có giá là 230.000. Mẫu này thì em sẽ có bán lẻ nhá. Tại vì bác nào mà có sẵn bi rồi, nhà mình có sẵn bi rồi không cần bi nữa thì báo em có bán trục rời nhá. Nhưng mà đối với cái mẫu này mà muốn mua thêm bi là hiện tại là không có các bác. Tại vì bi nó đang đủ theo trục thôi. Tại vì em đang là dư trục, dư cái trục tròn chứ không dư bi nhá. Nên mẫu này có thể bán thêm trục tròn đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 33. 33 là cái bộ dây trượt này. Mẫu này của em nó là bản dây 15 đấy các bác, dây màu đen nha. Còn chiều nghiêng bên này thì nó là bao nhiêu đây? Chiều nghiêng của nó là 13 các bác, 13. Kích thước của bi này, mẫu này là kích thước của bi bản rộng là 4,5 cm, chiều dài của bi em đo được là 7 cm nha các bác. Chiều dài phần thanh dây đo được là 70 cm. Bộ này các bác sẽ có là hai dây. Hai dây này, trên mỗi một dây sẽ có hai bi như này. Đây em đang buộc dây thun nút vào nhau rồi nhé. Số 33 có giá là 350.000 bộ này. Tiếp theo là mẫu 34. 34 các bác thích dây màu trắng thì mình chuyển qua chốt mẫu này. Nó cũng là bản dây 15 này. Và chiều nghiêng của nó là đang nó gần 13 rồi. Đang ở giữa 12 và 13 đấy các bác. Mẫu này thì kích thước của bi này, bản rộng đo được là 34. Chiều dài của bi em đo được là 56 nha các bác. Chiều dài phần thanh dây này, chiều dài phần thanh dây ở đây là 69,5 cm. Bộ này các bác cũng sẽ có là hai dây và 4 bi trượt như này. Đấy, 2 dây 4 bi trượt nha. Mẫu này thì sẽ có giá là 350.000 bộ này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 35. 35 là cái mẫu trục nhông này các bác. Đây, mẫu này là cái mẫu trục nhông nhá. Bên ngoài này các bác, hai đầu nó sẽ có cái bi như này. Đấy. Bên này một bi này, bên này cũng có một bi luôn. Ở đây nó có bên không biết cái phần màu đen này bên trong nó có bi không, nhưng mà nó đây nó quay này. Phần thân bên ngoài của nó bằng nhựa này các bác, cái phần màu đen này bên ngoài bằng nhựa nhá. Ở đây cái phần trục sắt này sẽ đo được là phi 12. Phần bánh nhông này, ở đây thì độ dày đo được là 7 ly đấy các bác. Mẫu này thì tổng chiều dài phần trục và sản phẩm là được 40 cm.
Cái này thì em sẽ bán theo bộ nhá. Một bộ là 2 cây sẽ có giá là 80.000 này. 80.000 là các bác sẽ có 2 cây nha các bác. Mẫu này thì các bác chốt thoải mái, kho đang về là 20 đang có là 20 cây đấy các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 36. 36 là cái mẫu vít me. Mẫu này của em nó là vít me bi nhá. Một bên là gối sắt này, còn bên kia sẽ là gối nhôm. Đây, mẫu này là hàng của Made in Japan này. Cái nào mà còn chữ thì em sẽ đọc lên là của nước nào, còn cái nào mà không có thì nó kiểu tiếng viết tắt ấy, nếu không đọc được nha các bác. Mẫu này phần đầu trục đo được là 8 ly, phần vít me đo được là phi 15 ạ. Ở đây nó có một cái phần khung đỡ bằng sắt nữa này, các bác không cần có thể tháo ra được nhá. Để cho cái phần bát ren này nó gọn lại cũng được. Mẫu này thì chiều dài phần ren của nó là 42 cm, tổng cả phần gối hai bên và phần trục sẽ được là 49 cm ạ. Đây, mẫu số 36 có giá là 150.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 37. 37 mẫu này này, ở đầu đây nó có một cái kiểu bi đĩa. Bên này nó sẽ có một cái phần đầu trục kiểu như này nha các bác. Mẫu này thì cái phần đầu trục của em đo được là phi 15. Bên này như nhỏ hơn này. Bên này phần đầu trục của nó là 13 nha các bác. Phần vít me thì em đo được là phi 25. Đấy. Mẫu này màu đen này, rất là đẹp luôn. Mẫu này chiều dài phần ren này em đo được là 53 cm. Còn tổng cả phần trục hai bên này sẽ được là 60, nó gần 64 cm nha các bác. Số 37 nếu em có giá là 250.000. Đấy, 250.000 mẫu số 37 nha các bác. Đấy, đen xì luôn. Tiếp theo là mẫu 38. Mẫu 38 là mẫu này. Ở đầu đây nó có một cái gối nhôm này các bác, còn bên kia nó chỉ có cái bi thôi nhá. Ở giữa có một cái bát ren như này. Đây. Đấy, bát ren rất là mới nha các bác. Mẫu này phần đầu trục đo được là 8 ly, phần vít me đo được là phi 15. Ở đầu đây nó có một cái kiểu cao su đỡ này các bác. Chiều dài phần ren là được 33 cm, tổng cả bi và phần trục này sẽ được là khoảng 40,5 cm. Đây là mẫu số 38 này, có giá là 100.000 thôi các bác. Phần dây bi rất là đẹp. Tiếp theo là mẫu 39. 39 này, mẫu này có một bên nó có gối nhá. Còn bên kia thì nó chỉ có cái bi thôi các bác, nó còn cái bi thôi. Mẫu này thì phần đầu trục đo được là 8 ly, phần vít me đo được là phi 15. Mẫu này hàng Made in Japan này. Mẫu này thì chiều dài phần ren em đo được là 40 cm, tổng cả phần trục sẽ được là 48,5 cm. Số 39 này của em có giá là 140.000 nha các bác. Đấy, 140.000. Rồi tiếp theo là mẫu 40. Đây 40 là cái mẫu này. Mẫu này nó có một bát ren này. Có một gối thôi, bên kia thì không có nha các bác. Phần đầu trục đo được là phi 12. Phần vít me đo được là phi 20 các bác. Đây. Đấy. Mẫu này thì không thấy ghi của nước nào. Mẫu này chiều dài phần ren em đo được ở đây là 42 cm. Tổng cả phần trục hai bên sẽ được là 52 cm. Số 40 có giá là 200.000 các bác. Cái mẫu này nó sáng bóng luôn. Tiếp theo là mẫu 41. Đây 41 là cái mẫu bên cạnh đây. Mẫu này hai bên đầu nó sẽ có gối nhá. Cái này gối sắt nha các bác. Phần đầu trục đo được là phi 12. Phần vít me em đo được là phi 20. Cái mẫu này thì chiều dài phần ren của nó này, ở đây đo được là 41 cm. Tổng cả phần trục hai bên là được 52 cm nha các bác. Bên này cũng có một phần đầu trục thò ra này. Và bên này cũng thế nhá. Số 41 có giá là 200.000. Những cái mẫu vít me hôm nay nó thực sự là nó rất là mới đấy các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 42. 42 là mẫu này. Mẫu này thì phần đầu trục đo được là phi 12. Phần vít me đo được là phi 20 các bác. Mẫu này là cái thân màu đen nha. Đây mẫu này chiều dài phần ren ở đem đo được là 60 cm. À chưa được 60, được 59 cm thôi. Và tổng cả phần trục hai bên sẽ được là 69 cm đấy các bác. Đây là mẫu số 42, có giá là 200.000. Đây. Tất cả về là em đã vệ sinh và lau chùi mỡ dầu hết rồi nha các bác. Đối với các cái mẫu vít me ngày hôm nay thì hầu như về không cần phải vệ sinh gì đâu. Nó chỉ có hơi bụi và mình lau đi, xong rồi quét dầu thôi là đã sạch rồi. Tại vì nó rất là đẹp luôn đấy các bác. Mẫu này, tiếp theo mẫu này là mẫu hai bên sẽ có gối luôn nha các bác. Phần đầu trục đo được là 8 ly, phần vít me đem đo được là phi 15. Đây ở giữa có một cái bát ren như này. Đấy.
bát gen nó sẽ có thêm cả một cái phần khung mặt bích bằng nhôm này. Các bác không có nhu cầu mình có thể tháo rời ra được nhé. Đối mẫu mẫu này thì chiều dài phần gen của nó sẽ là 43 cm, tổng cả phần gối và phần trục sẽ được là 49 cm. Số 43 này, cái mẫu này sẽ có giá là 150.000 nha các bác. Đây các bác thấy không? Nó rất là sáng luôn. Tiếp theo là mẫu 44. Đây 44 là cái mẫu này. Ở đầu đây là có hai cái bi này, còn đầu bên kia thì không có nha các bác. Phần đầu trục của đem đo được là phi 10. Phần vít me đo được là phi 15 các bác. Đây, cũng có một bát gen nha. Mẫu này thì chiều dài phần vít me là được 80 cm. Tổng cả phần trục hai bên là được 87 cm. Số 44 này của em có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 45. 45 mẫu này ở đầu đây nó có một cái phần khớp nối cả cái phần gối nhôm này, còn đầu bên kia thì nó có một cái bi nha các bác. Phần vít me mẫu này đo được là phi 12. Mẫu này chiều dài phần gen ở đây em đo được là 44 cm nhá. Còn tổng cả cái phần gối này sẽ được là 55 cm. Mẫu số 45 này có giá là 130.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua 46. Đây 46 là cái mẫu này. Mẫu này nó có một cái phần có nửa cái khớp nối được các bác, chứ không phải là một cái khớp nối, nó bị mất rồi. Ở đầu đây có một cái phần gối này, còn đầu bên kia thì nó chỉ còn là một cái bi thôi nhá. Phần thân của mẫu này này, nó sẽ có một cái này bằng nhôm hay sao đây. Đúng rồi, bao quanh cái phần bát gen này của nó là một cái phần thân bằng nhôm như này nha các bác. Đấy, bên dưới nó sẽ có 6 cái lỗ gen này các bác. Đấy. Phần gen bi thì vẫn trơn tru nhẹ nhàng. Mẫu này thì phần vít me đem đo được là phi 20. Mẫu này chiều dài phần gen của nó đo được là 48 cm ạ. Tổng cả chiều dài sản phẩm này, ở đây em đo cả cái phần khớp nối luôn nhá, sẽ được là 61 cm. Số 46 này của em có giá là 250.000. Đấy, vít me phi 20. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 47. Đây 47 là cái mẫu này. Mẫu này ở đầu đây nó có cả một cái khớp nối nhôm này. Khớp nối nhôm nó kết hợp với cả một cái đầu motor step ở đây này. Ở đây nó sẽ có các cái dây rắc cắm vẫn còn đầy đủ đây. Đây, kiểu như motor AC sạc vô là các bác, made in Japan nhá. Phần thân motor này thì vẫn còn rất là mới và đẹp nha. Phần vít me em đo được là phi 15. Ở đầu kia thì đây bên này có một cái gối này, còn đầu bên kia nó chỉ còn có cái bi nha. Đối với cái mẫu này thì chiều dài phần gen này, chiều dài phần gen của mẫu này ở đây em đo được là 65 cm. Còn nếu đo tổng cả cái phần motor luôn nha các bác, sẽ được là 81 cm. Số 47 có giá là 300.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 48. Ủa 48 đâu rồi? 48 đâu chưa thấy mà đã thấy 49 rồi này các bác. 49 đây nó là cái khớp này. Khớp này bằng sắt nha các bác. Ồ cái phần gen này bằng inox này các bác. Phần gen bằng inox. Đây có cái phần thân ở giữa này là bằng sắt thôi nhá. Còn con ốc này cũng bằng inox này. Đấy. Cái phần ốc ở đây bằng inox này. Mẫu này cái phần gen ốc ở đây em đo được là 20 đây. 24 nha các bác. Mẫu này để thẳng như này thì chiều dài của nó sẽ được là 34 cm. Số 49 này có giá là 180.000. À đâu, 150.000 nhé. 150.000 thôi các bác. Đây, rõ ràng ghi 150.000 lại đọc 180.000. À đây 48 đấy rồi các bác. 48 nó là cái mẫu motor này. Đây đây, 48 là cái mẫu motor này. Để em để xem thợ cắm điện nha. Đây hai cái mẫu này là chưa có test này. Quên luôn ấy. Thợ chưa có test. Đây, mẫu 48 đây. Này của em nó là mẫu motor hàng Hàn Quốc nhá. Thông số của nó 25W này, điện một pha 220V. Ở trên đầu đây nó sẽ có một cái phần trục như này. Phần đầu trục này thì em đo được là phi 10. Hàng Hàn Quốc các bác. Mẫu này thì nó sẽ kèm theo là một cái hộp điều tốc như này. Đấy, một hộp điều tốc này cũng là hàng Make in Korea luôn nhá. Đây em sẽ cắm điện này. Cái này đầu điện là theo cái điện 220 đấy các bác. Đấy, motor quay này. Đây, cái hộp điều tốc em vặn ngược lại là nó đang giảm này. Đây, còn nhanh nhất là ở mức này nhá. Đấy, đây là mức nhanh của nó này. Đây, vặn giảm dần này. Đấy. Mẫu số 48 này của em có giá là 550.000. Là các bác sẽ có motor và cả hộp điều tốc luôn nhá. Lưu ý giúp em mẫu này điện 220 nha. Điện 220.
Đây, thợ nhà em đấu sẵn rồi. Về các bác là chỉ cần đấu cái đầu dây này vào dây điện nữa là mình cắm lên là dùng thôi nhá. Mẫu 48 này, 49 quay trước và 48 quay sau. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 50 nha các bác. Đây, 50 là ở các cái mẫu bên này. Đây 50 đây. 50 mẫu này là các cái kiểu gối nhôm ấy các bác. Đây, gối nhôm này, nó có cả cái phần cao su ở đây này. Như cái mẫu này thì em đo này. Mẫu này thì cái phần lỗ trục nhá, phần lỗ trục của em đo được là 22. Phần nhôm độ dày đo được là 1 cm nha các bác. Mẫu này chiều dài này, chiều dài của nó là được 14 cm. Đấy. Đây còn nó có một cái phần khung nhôm to như này này. Mẫu này phần lỗ bên trong đem đo là 34 này. Phần thân nhôm của nó rất là dày nha các bác. Nguyên combo rất là nhiều như này. Đầy một rổ luôn nha. Đấy. Mẫu số 50 có giá là 200 ngàn. Toàn bộ nó bằng nhôm hết đấy các bác. Và đây nó có kèm theo cả các cái miếng cao su này, kiểu nhựa nhựa ấy các bác. Tiếp theo là mẫu 51. 51 là bộ combo khớp nối này các bác. Đây xem là hình như nó có hai cỡ thôi. Đây cỡ đầu tiên nha các bác. Mẫu này thì cái phần lỗ trục là 12. Còn bên này thì phần lỗ trục đo được là 8 ly. Đường kính bên ngoài em đo được là 32 này. Và chiều cao của mẫu này là 4 cm. Cái mẫu nhỏ này có 2 chiếc. Còn đây là cái mẫu lớn này. Mẫu này phần lỗ trục đo được là 14. Bên này thì em đo được là 12. Đường kính bên ngoài của nó đo được là 42 này. Chiều cao đo được là 54. Mẫu này có 3 chiếc. Bộ combo 5 chiếc. Mẫu số 51 có giá là 200 ngàn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 52. Đây các bác đợi một chút để em lên nó ra nhé. Đây 52 là cái mẫu này. Cái này nó có một cái phần chân đế này, phần chân đế bằng nhôm nhá. Còn ở dưới đây nó sẽ có một cái phần lò xo này, cả cái trục bi. Đây trục bi này các bác. Mẫu này hàng made in Japan này. Đây các bác có thấy chưa? Made in Japan nhá. Bên trên nó có một cái phần thân như này. Mẫu này cái phần thân trục chính ở đem đo là 17. Còn cái phần đế nhôm này. Đường kính bên dưới thì đo được là 66 nha các bác. Mẫu này để yên như này thì tổng chiều cao của nó được khoảng 25 cm. Đây, đây là mẫu số 52 có giá là 80.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 5 cái đây. À, không phải 5 cái đâu, hình như là khoảng 8 cái. 8 cái nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 53. 53 là bộ combo mấy cái ổ điện này. Mẫu này là ổ điện hàng Hàn Quốc nha các bác, made in Korea này. Mẫu này thông số là 16A, điện 250V này, kiểu điện một pha điện thường thôi các bác. Đây trên đây có ổ cái điện này nó cũng có thông số trên này. Mẫu này thì nó là hàng Hàn Quốc nên ổ cắm sẽ ổ cắm chân tròn nha các bác. Mẫu này em sẽ đo kích thước này. Bản rộng là 4,7 cm, chiều dài đo được là 14 cm. Mẫu số 53 này, bộ combo 4 chiếc như này sẽ có giá là 100 ngàn ạ. Mẫu này thì em đang có tầm 3 bộ thôi. Rồi tiếp theo là mẫu 54. 54 là cái mẫu này. Này nó giống như một cái motor ấy các bác. Đây bên dưới này nó giống như một cái phần thân motor này. Đấy. Để em xem này. Đây trên đây nó ghi này. Điện AC 220V. 50 gạch chéo 60Hz này. 10W này các bác. Đấy. Make in Korea này, hàng Hàn Quốc này các bác. Nhưng không biết nó là một cái motor gì. Cái phần thân bên trên này của nó bằng nhựa nha các bác. Đây là mẫu số 54, có giá là 100 ngàn. Đấy bác nào mà hay nghiên cứu chế cháo thì mình chốt đơn nhé. Tại vì em cũng không biết nó là cái gì nên cũng không có giới thiệu gì được. Tiếp theo là mẫu 55. 55 và 56 là hai cái bộ bánh xe này. Một bộ màu cam cả một bộ màu xanh này các bác. Hai cái bộ này nó không được đẹp đâu nha các bác. Như cái mẫu màu cam trước nhá. Mẫu này thì bốn bánh nó kiểu bánh chết như này, nó không có bi xoay bên trên đâu. Mẫu này thì độ dày ở đây đường kính à, đây không phải đường kính, chỗ này chỉ là độ dày thôi. Bên này thì em đo được là 31 này. Đường kính này thì đo được là 100. Đây. Mẫu này tổng chiều cao này, tổng chiều cao của nó khoảng 12,5 cm nha các bác. Đây. Bánh nó hơi chặt một tí, có một cái bánh em sờ thì nó hơi chặt đấy. Đây cái bánh nào đây, đây như cái bánh này, đây, đúng rồi, cái bánh này hơi chặt này.
Về chắc phải nới lỏng cái phần ốc này ra nè các bác. Bộ combo 4 chiếc này, mẫu số 55, có giá là 130.000. Đây, còn đây là mẫu 56. 56 thì bánh nó cũng không đẹp đâu nha các bác. Đây, nó có cả cái dơ bi này, tụt bi đấy các bác. Con này thì đường kính ở đây em đo được là, à quên, không phải, độ dày đo được là 35. Này đường kính chắc cũng 100, đúng rồi, đường kính 100 này. Con này thì bên trên nó sẽ có cái phần bi như này. Bánh thì nó không đẹp nha các bác. Con này thì bản em đo được là 6 cm, chiều dài là 9 cm. Con này tổng chiều cao của nó khoảng 12 cm nha các bác. Đây là mẫu số 56 này, có giá là 130.000. Đấy. Đây. Bánh không đẹp đâu các bác. Này kiểu bác nào hay chế cháo mua cái đồ mà rẻ rẻ thì mình chốt thôi. Chứ còn hàng đẹp thì không nên chốt bộ này. Nói thật đấy, bộ này nó không đẹp. Đây, mẫu này nó còn tụt cả bi này, kiểu mình dùng tạm thôi ấy. Số 56 có giá là 130.000 bộ này nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua 57. Bộ này hơi lộn xộn này các bác. Này là cái combo mà nó là hơi lộn xộn. Đây, nó có một ít cái bánh này là cùng một loại này, đây là cùng một size này các bác. Bánh nhựa nha. Đấy, bánh này bên trong nó sẽ có cái phần trục bi xoay như này. Còn đây mấy cái này thì không phải bộ của nó đâu, hơi lộn xộn bên ngoài. Đây là tất cả combo mẫu số 57, có giá là 150.000 nha các bác. Những cái bánh màu đen này là hàng mới, hàng chưa dùng đâu. Còn cái bánh này thì nó là hàng tháo này. Đấy. Số 57 nhá, combo 150.000 tất cả. Tiếp theo chuyển qua 58. 58 là cái mẫu ổ cắm điện các bác. Này là ổ cắm điện hàng mới luôn đấy, nhưng mà nó không có cái, không có cái túi bóng. Đấy, mất túi bóng rồi. Mẫu này nó là hàng ổ điện Hàn Quốc. Nó sẽ có là hai ổ cắm như này, một công tắc đèn báo trên đầu. Mẫu này nó sẽ là ổ cắm chân tròn nhá. Đây, dây của nó này, phích cắm cũng được phích cắm chân tròn luôn. Thông số nó có trên đây này, 16A, điện 250V, điện một pha bình thường thôi nha các bác. Dây nó sẽ là dây dài 1,5 m. Dây thì đều dây mềm nha các bác, không có dây cứng đâu. Mẫu này là mẫu số 58 này. Cái này thì em sẽ bán theo combo nhá. Một bộ là cứ hai chiếc như này. Hai chiếc như này sẽ có giá là 100.000. Mẫu này thì nó không có dây dài đâu các bác, toàn bộ dây ngắn thôi. Về các bác nào mà mình có nhu cầu xài các cái chỗ mà ngắn ngắn ấy, thì mình chốt nhá. Rất là đẹp luôn. Nó chỉ khó là không có cái, không còn cái bọc túi thôi các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 59. Đây, 59 là cái mẫu kéo này. Này, kéo này của nó kiểu sử dụng bằng hơi nha các bác. Đây, các bác cấp hơi vào đây thì kéo nó sẽ hoạt động nhá. Đầu ống này của nó sẽ là ống 6 á. Phần thân kéo nó sẽ bằng nhôm này. Đây, phần thân của nó này, phần mình cầm đây là bằng nhôm nhá. Phần lưỡi kéo này, phần lưỡi kéo rất là mới và đẹp, không hề có bị sứt mẻ một tí nào luôn. Mẫu rất là mới đây các bác. Mẫu này thì chiều dài phần lưỡi kéo ở đây em đo là 5,5 cm. Chiều dài phần kéo và phần thân này sẽ là 20 cm nha các bác, không tính cái phần đầu hơi này nha. Mẫu số 59 có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này hôm nay nhá. Hôm nay bác nào mà mua hai chiếc chuyển khoản miễn ship luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 60. Hôm nay có cả mấy cái cánh tủ này các bác, kính cửa ấy. Đây mẫu 60 trước này. 60 mẫu này là mẫu bi này. Đây nó sẽ có cái cặp bi gối này. Hai bên nó còn cả hai cái ốc nữa các bác. Cái này mã bi của nó là 205. Vì cái phần lỗ trục này của nó sẽ là 25 nha các bác. À, 25 luôn. Hai bên sẽ còn nguyên cả cái phần ốc này các bác. À, ốc lục giác nó bắt đây, nó vẫn còn để nguyên cho mình này. Đây là mẫu số 60 này. Cái bộ này sẽ có giá là 100.000 là hai cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 61. 61 là combo hai cái cục sắt này các bác. Đây, hai cục sắt này. Đấy. Cái này nó liên kết đây bằng cái con ốc lục giác này các bác. Em sẽ đo kích thước của nó nhé. Cái này bản rộng đo được là 5 cm, chiều dài bên này thì sẽ là được 8 cm. Bên đây em đo được là 5,5 cm ạ. Cái này là bộ combo 2 chiếc nha các bác. Đây, combo này sẽ có 2 chiếc. Số 61 có giá là 100.000 hai cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 62. 62 cũng là một bộ combo này. Đây. Ở đây nó sẽ có hai cái phần ren ốc như này. Đây bằng gì đây? Sắt các bác. Đây bằng sắt nha. Cái này phần ốc hai bên vẫn còn này, phần vít me ren em đo được là 20 các bác hay là 19 này. Đây 20 nha các bác. Đây có hai cây này. Đấy, phần ren ốc này các thứ nó vẫn trơn tru. Mẫu này thì chiều dài này, chiều dài của nó đo được là 31 cm nha các bác. Mẫu này có hai cây. Ở đây nó có một cái mẫu vít me này. Cái này là kiểu vít me cơ ấy.
Ở đây nó có cái phần bánh nhông bên ngoài này. Phần bánh nhông ở đây độ dày em đo được là 4 ly. Phần vít me thì ở đây em đo được là bao nhiêu đây? Phi 25 các bác. Hôm nay chiều dài của nó sẽ là 35 cm. Ở đây nó có hai cái phần thân ống này, này bằng sắt nha các bác. Hôm nay phần lỗ trục bên trong mình đo được là 28. Đây có cả một cái phần nhông bánh răng như này. Cái này phần nhông là 4 ly luôn nha các bác. Cái này đường kính này bên ngoài đo được là 60. Nguyên cả combo như này mẫu số 62 nha các bác, có giá là 170.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 63. 63 là Meka này. Đây các bác đợi em chút nào. Cái này Meka nó màu trắng ấy nên là lên video thì nó hơi hơi khó nhìn một chút. Đây là hai cái tấm cánh cửa này. Đây. Đây 63 đâu rồi? À đây, 63 đây. 63 là bộ combo hai cái tấm này. Có một cái tấm này thì nó sẽ có là phần Meka bên trong nó còn nguyên nhá. Còn cái mẫu này thì cái phần Meka bên trong nó sẽ có một cái lỗ như kia. Phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm nha các bác. Đây phần khung nhôm, khung bốn cạnh này sẽ là khung nhôm. Độ dày đo được là 1,5 cm. Cái mẫu này thì kích thước của nó này, bản rộng ở đây em đo được là 36,7 cm. Và chiều dài của nó là 51 cm nha các bác. Mẫu này sẽ có hai chiếc nha. Đấy. Ở cặp này các bác sẽ có hai chiếc như này, có giá là 150.000 hai cái luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 64. 64 là cái mẫu là combo mấy cái miếng Meka như này. Ở đây nó sẽ có một cái mỏng này, mấy cả ba cái giày này. Cái mỏng này đo được là 4 ly, còn mấy cái giày này đo được là 5 ly. Ở giữa cái phần thân này nó có các cái ô vuông như này nha các bác. Như cái mẫu này thì đây nó giống như kiểu có cái bản lề nó tháo ở đây ra này. Bản rộng bên này đo được là 35 cm, chiều dài là 45,5 cm. Nó có là ba cái 5 ly và một cái 4 ly nha các bác. Mẫu số 64 này có giá là 100.000, là combo là 4 miếng nha. Tiếp theo là mẫu 65. À đây, rồi cái mẫu 66 này nó ở bên trước đấy, thì ở bên trên thì em đo 66 trước nhá. Đo 66 trước đi. Lúc này thì cái phần khung vùng quanh nó sẽ là khung bằng nhôm đây. Nó sẽ kiểu chữ L như này này các bác. Bên trên kia nhỏ, bên thân dưới này to này. Phần nhôm này, phần khung nhôm này của nó thì nó giống nhau nhá. Độ dày là 1,5 cm. Như cái bản rộng bên trên này, ở đây thì em sẽ đo được là 33,5 cm. Còn bên dưới này thì sẽ được là 60,5 cm nha các bác. Đây, chiều cao này. Chiều cao từ bên trên kia kéo xuống đây sẽ là 82,5 cm. Mẫu số 66 này, có giá là 180.000. Mẹ em có một chiếc thôi các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu. Đây 66 quay trước rồi mới lại quay đến 65 nha. Đây 65 là mẫu này. Mẫu này thì vùng quanh nó cũng có một cái khung nhôm, độ dày thì vẫn như vậy. Độ dày của nó là 1,5 cm cái phần khung nhôm nhá. Còn bản rộng phần bên trên này là 41,5 cm này. Đây 41,5 cm là cái phần bên trên này. Bên dưới này thì nó rộng hơn. Bên dưới này thì ở đây em đo là 60,5 cm nha các bác. Chiều cao. Chiều cao của cái cánh cửa này sẽ là 82,5 cm. Số 65 này của em có giá là 190.000. Phần khung thì vẫn còn đẹp, phần Meka bên trong cũng còn đẹp nha các bác. Đây, hai cái mẫu này bị quay ngược số này. Đây, tiếp theo là mẫu 67. Meka này có thể nhìn xuyên thấu qua được nha các bác. Meka màu màu kia đâu. Mẫu này thì bên trên này, mỗi một tấm nó sẽ có một cái lỗ tròn như kia nha các bác. Mẫu này thì nó dày hơn này. Mẫu này cái phần Meka ở đây độ dày đo được là mấy đây? 9 ly nha các bác. Đây em đo kẹp thước được là 9 ly. Có 3 tấm thôi mà tấm nào nó cũng có một cái lỗ ở bên trên này các bác. Bên trên cánh này nó có một cái lỗ nhá. Mẫu này thì bản rộng đo được là 34,5 cm các bác. Và chiều dài của nó là 84 cm. Số 67 này có giá là 150.000 một tấm nhé các bác. Ở đây em đang có 3 tấm này. Độ dày các thứ là như nhau hết. Tiếp theo đây là mẫu 68. 68 là một cái khung này. Cái này là khung, một cái khung máy các bác. Khung máy bãi Nhật ấy.
phần máy bên trên của em nó bị hỏng. Nên là còn cái khung bên dưới thì em bán cái khung nhá. Này phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm ấy. Ở bên dưới này nó sẽ có cái phần kiểu như nó giống như cái phần con lăn sắt ấy các bác, để nó di chuyển. Ở đây nó có một cái phần ren này. Đấy, phần ren giống như cái cữ hãm của nó nha các bác. Cái này kích thước này. Bản ngang phần khung là 30 cm. Chiều dài phần khung là 30 cm, thế là nó kiểu hình vuông ấy các bác. Ở giữa sẽ có một cái phần ren vặn tay nắm như này. Đấy, ở đây nó có cái phần khung ngang này các bác, nó giống như của cái cữ này các bác. Mẫu số 68 này, có giá là 200 ngàn nha các bác. Đấy. Bên dưới này. Bên dưới nó sẽ có hai bên, sẽ có hai cái này giống như con lăn sắt ấy. Cái này thì các bác về chà thêm dầu thì là cái phần con lăn này nó sẽ di chuyển nó trơn hơn nhá. Còn đây em vẫn đang để khô nguyên đấy, chưa có chà dầu. Số 68 là 200 ngàn. Lúc này thì em có một cái thôi các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 68 này. Qua bên đây là mẫu 69 nha các bác. 69 là cái đầu máy này. 69 là cái đầu máy này. Mẫu này là hàng logo của Hitachi. Hitachi hàng Nhật bãi nha các bác. Cái này kiểu đầu máy mài ấy ạ. Đây ở đây nó có cái đầu, cái đá này, đá mài này. Để em xem nha. Trên đây nó ghi thông số là gì đây? Ủa sao không thấy ghi điện bao nhiêu nhỉ? Để em xem bên này nó có cái tem gì không ta. Cái này đá nó to ấy các bác. Đá chắc khoảng đá 200 ấy. Đấy, bên dưới thì không thấy có thông số gì. Ở bên này thì là lắp được đá 100 này các bác. Cái bên phần về bên này, bên nhỏ này lắp đá 100 nhé. Đây còn bên này to này. Đây bên này nó ghi đá ở đây là đá 205 này. Tức là đá 220 ấy. Bên em thì hay gọi nó là đá 200. Này thì cái phần đá của mẫu này vẫn còn rất là mới này. Này em biết là điện chắc là điện 100V đấy các bác. Này em đang nhìn đây mà chưa thấy nó ghi điện bao nhiêu. Nó có sẵn cái đầu dây kia thì mai bác nào có cần xem thì mà bác nào có cần xem thông số à quên à, quay máy chạy kiểu test máy ấy thì inbox Zalo chọn mẫu 69 mà em quay video test cho các bác nhé. Mẫu số 69 này của em có giá là 300 ngàn. Mẫu này hàng đầu máy của máy mài của Hitachi, hàng Nhật bãi nha các bác. Mẫu 69 này, mẫu này đá còn rất là to luôn. Rồi tiếp theo là mẫu 70 này, nó có cái dây kiểu dây của cái điều khiển cẩu với các bác. Đây nó ghi là dây này 6 mét này. Đấy, 6 mét nha các bác. Cái này hàng Nhật bãi nha các bác. Đây dây điện của nó này. Bên trong nó sẽ có ba cái lõi đồng như này. Ở đây nó sẽ có hai cái nút nhấn nha các bác. Này nó còn nguyên cái bọc của nó, em để nguyên, em không có tháo ra đấy. Để nguyên này cho nó mới. Mẫu số 70 này, có giá là 300 ngàn nha các bác. Đây, 300 ngàn. Ở đây em thấy nó ghi là dây dài 6 mét này. Chị em chưa có đo nha. Chưa hề đo luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 71. 71 đây. Mẫu này thì không thấy ghi dây dài, không biết là dây dài được 6 mét không hay là 5 mét này. Cũng khá là dài các bác. Đây nó sẽ có cái phần rắc cắm như này. Mẫu này thì nó sẽ có cái phần công tắc này. Ở đây nó có 4 cái nút này. Nút lên, nút xuống rồi sang trái, sang phải này. Cũng là hàng Nhật bãi hết nha các bác. Dây này em nghĩ chắc cũng tầm 5 mét hoặc 6 mét chứ nó không ngắn đâu. Dây cũng khá là to đây. Ở đây nó sẽ kẹp theo cả một cái phần dây kiểu dây cáp theo cái dây điện này các bác. Số 4 à đó số 71. 71 này của em có giá là 400 ngàn nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 72. Đây 72 đây, để em bỏ qua đây. 72 là cái mẫu này. Ở đây nó cũng có một cái phần chân rác như này này các bác. Trên đây thì dây nó ghi là 15 mét. Nó sẽ có một cái nút công tắc ở đây, với cả hai cái nút lên xuống này. Cũng là hàng Nhật bãi, dây dài nhá. Cái này thì nó sẽ kèm theo cả một cái dây kiểu dây cáp ở theo cái dây điện như này này. Đấy, dây thì khá là to đấy các bác. Cái này thì dây ở đây đo là nó gần 1,2 gần 1,2 cm nha các bác. Đây, mẫu này là dây dài 1.5 m. Mẫu số 72 này có giá là 800 ngàn. Hiện tại mẫu này các cái mẫu này em có cả cái loại mà 4 nút nhấn này. Dây dài tối đa là 30 m. Bác nào mà xem có cái nhu cầu là xem loại mà 30 m thì inbox trực tiếp Zalo, em chọn mẫu gửi qua các bác xem nhé. Hoặc là bác nào ở gần thì mời các bác qua cửa hàng xem chọn trực tiếp. Đang về chắc tầm đang có hình như là 10 đến 20, từ 10 đến 15 chiếc. Nó có cả loại hai như nút này là hai nút nhấn này.
còn có loại 4 nút nhấn và dây dài tối đa của nó sẽ là 30 mét nha các bác. Đấy, mẫu 72 có giá là 800 ngàn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu. Chuyển qua mẫu này là mẫu 73 này. Này kiểu nó dạng một cái hộp tủ ấy các bác, hộp tủ bằng sắt nha. Đấy. Nó cũng hơi giống như kiểu ô kéo ấy các bác. Ở bên trong nó sẽ kéo rời ra được như này. Mẫu này em sẽ đo kích thước này. Mẫu này thì bảng ngang của nó em đo là 16 cm. Chiều dài là được 35,5 cm. Chiều cao của nó là 15 cm nha các bác. Số 73 này bên có giá là 150.000. Bên dưới cái phần thân này nó có cái phần lớp lót này các bác. Như bên cạnh thì cũng có lớp lót hay sao ấy. Mẫu này thì theo quan sát là khá dày dặn chắc chắn. Số 73 là có giá là 150.000. Mẫu này hiện tại em đang có 4 cái nha. Còn đây là mẫu 74, nó cũng kiểu dạng như kiểu ô kéo, tháo được như này này các bác. Nó rút ra rời hẳn được nhá. Cái phần miệng này của nó này không thấy nó kín đâu. Đây nó đang kéo. Đấy. Cái phần miệng thì nó sẽ hở, có một cái rãnh hở như này nha các bác. Mẫu này thì cũng là bằng sắt đây các bác. Này thì bản rộng đo được là 27 cm. Chiều dài của nó là được 44,5 cm. Tổng chiều cao ở đây em đo được là 17 cm nhá. Đấy. Mẫu số 74 này có giá là 150.000. Mẫu này em cũng đang có là 2 cái nhá. Mẫu này có 2 cái này, còn 73 thì đang có 4 cái. Nó đều bằng sắt hết nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 75. Đây, hôm nay có cả mấy bộ lưỡi bào nữa này các bác. Bộ lưỡi bào của mấy bào cuốn ấy. 75 là cái mẫu mặt sắt này. Mẫu này cái phần độ dày của nó này. Độ dày của nó là 1,5 cm đây. Độ dày của nó là 1,2 cm nha các bác. Kích thước này, bản rộng em đo được là 26,5 cm. Chiều dài là 30 cm nha các bác. Đây, này ở đây nó sẽ có cái phần khung kiểu như chân hai bên như này này các bác. Chiều cao ở đây em đo được là 13 cm nha các bác. Đấy. Cái này thì nó có ốc lục giác ở bên sườn này, nó tháo ra được nha. Đây là có một hàng ốc, ba ngọn ốc này. Số 75 này của em có giá là 200 ngàn một chiếc. Mẫu này thì em đang có 5 cái. Rồi tiếp theo là mẫu 76. 76 là cái mẫu lưỡi bào nha các bác. Đây, mỗi một bộ là sẽ có 2 chiếc nha các bác. Đây em sẽ đo kích thước mẫu này. Đây, kiểu lưỡi bào hợp kim nha các bác. Mẫu này thì độ dày em đo được là 9 ly nha. Độ dày của nó là 9 ly này. Bản rộng đo được là 6,5 cm. Chiều dài là ba mấy đây? Chiều dài là 35,3 cm nha các bác. Em sẽ đo cái phần lỗ rãnh này của nó này. Phần rãnh ở đây em đo được là 30. Phần rãnh ở đây đo được là 17 nha các bác. Đấy, nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái rãnh như này. Cái này thì sẽ bán theo bộ. Một bộ là có 2 chiếc. Đây, phần lưỡi thì đẹp nha các bác. Không có bị sứt mẻ gì đâu. Số 76 em có ghi đánh số đây. Số 76 là có một giá là 1.300.000, là 2 cái nha các bác. Phần lưỡi hợp kim còn đẹp, không hề có bị sứt mẻ nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 77. 77 là cái mẫu khung này. Đấy, cái này thôi em bỏ lại vào hộp cho nó an toàn. Đấy, mẫu này cất vào hộp nha. Đây, mẫu này là cái mẫu 77 này. Cái này là ở đây nó sẽ có cái phần mặt bích này. Mặt bích bằng sắt nha các bác. Mặt bích này độ dày ở đây em đo là 1 cm. Đây nó sẽ có cái phần trục bi này, cái phần bánh nhông ở đây này các bác. Bên sườn đây sẽ có một cái phần tay nắm. Các bác vận như này thì cái phần tay nắm, cái phần trục này nó sẽ là đẩy qua đẩy lại hai bên nha các bác. Đây. Đấy. Nó đẩy qua hai bên, đấy nó thụt lại này. Nó di chuyển kiểu như cái bánh răng ở đây này các bác, cái bánh răng ở đây này. Mẫu này cái phần mặt bích ở đây đường kính đo được là 36 cm. Đây là mẫu 77 này, có giá là 300 ngàn một chiếc. Mẫu này thì hiện tại là em đang có bán lẻ nhá. Là bác nào còn muốn mua cái phần mặt bích này không thì có bán nha các bác. Có giá là 150.000 một chiếc. Mặt bích thì tháo ở cái này ra nhá.
Rồi tiếp theo là mẫu 78. 78 là cái mẫu miếng sắt như này. Cái này thì cái phần độ dày của nó là 1 cm. Đường kính cái phần lỗ tròn bên trong này, ở đây em đọc là 42. Còn bên này thì sẽ là 52. Chiều bên này là được 12,4 cm này. Còn chiều bên này thì em đọc là 33 cm. Số 78 này của em có giá là 50.000 một chiếc nhá. Món này thì các bác chốt thoải mái này. Chắc có tầm đến 30 chiếc rồi. Rồi tiếp theo là mẫu 79. Là cái mẫu trục bi này các bác. Này của nó bằng sắt nha. Sắt rất là nặng nha các bác. Ở đầu đây nó có một cái kiểu bu ly bằng sắt luôn. Bên trong nó sẽ có cái phần trục bi như này. Cái phần đầu trục ở đây thì em đo được có thước là 37. Cái phần thân của nó thì khá là to các bác. Chắc cái thước kẹp em nó không kẹp nổi luôn đấy. Còn đây cái phần rãnh bu ly thì đo được là 28 đấy. Đây cái phần thân này. Cái phần thân này đường kính của nó khoảng 15 cm nhá. Chiều dài cái phần thân bi này là được 20 cm. Bên trên nó sẽ có cái phần đầu trục như này. Đây bên trên nó sẽ có cái phần đầu trục như này nha các bác. Đấy. Em sẽ đo kích thước này. Cái này phần đầu trục của em đo được là 22. Bên này thì đo được là 30. Em xem là tổng cả chiều dài sản phẩm mẫu này thì nó dài được bao nhiêu này. Mẫu này thì đo tổng cả phần trục luôn nhá, sẽ được khoảng 56 cm. Đây là mẫu 79 này, có giá là 400.000. Mẫu này như đang có hai cái. Tiếp theo là mẫu 80. 80 nó cũng kiểu như vậy, nó cứ khác một chút cái phần đầu trục này thôi các bác. Khác một chút cái phần đầu trục hai bên thôi, còn đâu là nó cũng giống nhau. Phần đầu trục của em đo là 35 này. Bên này nhá, cái phần đầu trục nó hơi khác một chút này. Đây các bác nhìn này, hai cái phần này nó hơi khác một chút thôi nhá. Bên ngoài này. Bên ngoài cùng này đem đo là 20. Còn bên trong này thì sẽ là 30. Đấy. Cái phần thân này của nó cũng phi khoảng 15 cm nha các bác. Cái đường kính phần thân này khoảng 15 cm. Đây là đo bằng cái thước rút thôi, chứ cái thước kẹp của em nó không kẹp nổi rồi. Mẫu này thì chiều dài phần thân ở đem đo là bao nhiêu? Khoảng 18 cm nha. Còn nếu đo tổng cả phần trục hai bên sẽ được khoảng 56 cm. Đây phần trục bi bên trong này, nó quay trơn tru như này, rất là to và nặng luôn. Số 80 này của em có giá là 400.000. Tiếp theo là mẫu 81. Đây, ba cái mẫu này gần như nó hơi kiểu na ná giống nhau ấy. Ở giữa đây mẫu này nó cũng có một cái phần bu ly bằng sắt này. Đây này, có trục bi xoay bên trong. Mẫu này cái phần đầu trục này. Phần đầu trục bên ngoài đem đo được là 30 nha. Còn bên trong này. Bên trong này đem đo được là 45. Phần thân thì đường kính của nó cũng sẽ là phi 15 nha các bác. Đường kính này sẽ là phi 15. Mẫu này thì chiều dài của nó đã được là 20 cm. Tổng cả phần trục luôn sẽ được khoảng 45 cm các bác. Ô số 81 này. Đấy, trục bi xoay rất là trơn tru và êm luôn. Số 81 có giá là 400.000 một chiếc. Giá thì đảm bảo là bao rẻ cho các bác nhé. Cái mẫu này, ba cái trục bi này, mỗi mẫu thì hiện tại em đang có mấy chiếc đấy. Nên các bác chốt nhanh nhé. Rồi tiếp theo là mẫu 82. 82, 83 là hai cái mẫu khung nhôm này. Kiểu khung nhôm tháo máy này các bác. Nhôm này của nó là nhôm liền một khối luôn nha. Liền một khối như này. Nhôm Hàn Quốc đi các bác. Đây, nó dạng giống như kiểu, em hay gọi nó là nhôm kiểu máng nước đi các bác. Đấy, nhôm liền như này. Rất là nặng nha. Mẫu này thì em đo kích thước này. Bản rộng của em đo là 9 cm nha các bác. Mẫu này thì dài này. Đây, mẫu này chiều dài của nó đo được là 174 cm luôn này các bác. 174 cm nha. Mẫu này chiều cao từ dưới đất đo lên là được 7 cm. Số 82 này của em có giá là 680.000. Đấy, 680.000 thôi. Rồi tiếp theo là mẫu 83. 83 cũng là một mẫu kiểu nhôm nó liền một khối như này nha các bác. Phần nhôm dày và nặng nha. Mẫu này thì bản rộng đo được là 12,5 cm. Đây, chiều dài của mẫu này cũng khá dài đây. Chiều dài của mẫu này sẽ được là 158 cm. Tổng chiều cao này, chiều cao từ dưới đất đo lên là được 5,5 cm nha các bác. Số 83 này có giá là 790.000. Đấy. Nhôm này của nó kiểu nhôm màu đen nha các bác.
Đấy, đây phần thân này. Cái hàng thanh nhôm này thì rất là mới và đẹp luôn nha các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì mình alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Trên video mà em quay chưa được rõ mẫu nào thì các bác cứ inbox trực tiếp Zalo xong rồi em chọn mẫu. À quên, chọn mẫu xong rồi báo em chụp ảnh lại các bác xem nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.